Con nói chú Hai nghe, chú Hai mà đã chọn cái nhà của con là đảm bảo chú Hai là chú Hai ưng 100% luôn. Trời ơi, biết sao không, trong cái dãy nhà của con chỉ có một mình nhà con là số 79 thôi, là phát tài phát lộc đó. Trong vô vàng muôn trùng mà những người con biết á, là con là con ưng chú nhất. À, bởi vậy con mới để cho chú là đúng rồi, thôi chú lấy cái nhà của con đi. Có cái gì? Mở miệng không? Nãy giờ mình ngồi mình nói một mình mày một tiếng đồng hồ luôn, mày không biết đó. Đàn ông con trai mà nó nói liên tu bất tận, nó nói không dắt một chữ, dễ sợ thiệt chứ. Nè, nhà của mày á ở đâu, số mấy, phường nào, hả, khu phố nào, đường nào, nói. Cái nhà con dễ nhớ lắm, cái nhà của con số vậy nè, 12 12 xuyệt 2, 12 xuyệt 11 22 xuyệt 12 xuyệt 21 12 được, số 2 tổ 2 khu 2 quận 2. Thấy chừng rồi chưa? Cái nhà đã lắm, là tao chết ở trong đó luôn không ai cứu được á. Thôi thôi thôi, đừng dụ em anh ơi. Theo tao biết á, là cái nhà đó là ba má ruột của con Tâm cho con Tâm, để sau này nó có chồng á, ha, là chồng con nó ở. Mày với nó chưa có phải là vợ chồng, chưa có đăng ký kết hôn, mày âm thầm mày muốn bán nhà hả mày? Nhìn trong ánh mắt mày là tao biết liền, mày tính toán mày muốn bán cái căn nhà đó đi, để sau này mày cưới con Trâm xong rồi con Trâm không có chỗ ở, mày hốt con Trâm về nhà của mày để ở chung với ba má ruột của mày, để cung phụng cho ba má mày. Chính xác không? Ơi, thiệt tình luôn, cái gì chú cũng biết hết. Cái chuyện gì ở cái xóm này chú cũng biết hết. Bởi vậy con nói chú nghe, chú ở cái xóm này là chú dễ thương nhất luôn đó. Đó, bởi vậy biết sao không? Thôi. Tại vì là ba má con á, là muốn con sau khi cưới nhau là vợ chồng con về ở chung chứ không ở riêng. Chứ mà con mà không về bán cái nhà đó là bà Trâm mới bắt con về ở cái nhà đó là mệt lắm. Thôi, bây giờ chuyện gia đình nhà mày tao không cần biết, đừng dụ tôi. Nghe, nhà tuốt ở trong hẻm, trong hốc vậy mà ai thèm mua về đặt dụ. Trời ơi. Em mua. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái con này nó giống như ma, làm gì mà nạt xót ta vậy mày? Con xin lỗi, đứng nghe chuyện nãy giờ. Mày nói gì? Mày mua nhà hả? Dạ. Ôi trời ơi. Em mua hả? Chuyện trời. Phong thần nè. Ôi, trong vô vàng muôn trùng những người mà anh biết là em là người dễ thương nhất cái xóm này luôn đó. Thôi mua nhà của anh đi. Em mua nhưng mà phải ưu đãi nha, em mới mua được. Ưu đãi cái gì? Trả góp. Trả góp thì sao? Tháng đầu em trả 5 triệu thôi, từ đó về sau là góp vậy 50 năm. Ừ, về Cà Mau luôn. Nè, ở Cà Mau cũng không ai rảnh mà bán nhà kiểu đó, thấy chưa? Mày điên hả mày? Chú này thì vợ chồng con nghèo thì phải mua kiểu đó mới mua ai được. Ai mà bán chứ kiểu đó đâu mà mua. 50 năm, rồi mình thần kinh. Thì không bán cho vợ chồng con thôi, giới thiệu người khác cho làm gì dữ hả? Giới thiệu ai? Bạn anh Hải kìa, đang cần mua nhà nè. Ủa vậy hả? Ủa? Là trả góp đúng luật luôn, được chưa? Cứ nói giới thiệu đi, rồi có gì anh chia tiền cò cho. Thì đó, quan trọng là cái chỗ tiền cò đó. Đây nói nghe nè, tôi vô quán cà phê bàn tiếp ví dụ nhà cửa đi. Nè, hai cái đứa kia, tụi bay nha, mua bán nhà phải đàng hoàng hợp pháp nha. Còn cái thằng kia, nhà đó, mày chưa phải là chồng của con Trâm đó nghe mày. Tao nói cho mày nghe, tao để cho bạn mày cái giá như vậy là quá là hữu nghị tình cảm rồi, đúng không? Trong vô vàng muôn trùng những người mà mày biết, chỉ có tao là tốt với bạn mày thôi, đúng không? Bây giờ bạn mày được nước làm cái rồi, thêm 2 năm nữa. Trời đất ơi, cho bạn mày góp 4 năm là quá rồi, tiền tao đã nát dữ lắm rồi. Bây giờ góp thêm 2 năm là 6 năm là tiền tao nó bay bá luôn, đúng không? Trời ơi, chưa kể là cái thời gian sau này là tiền nó mất giá là chết tao. Ủa, gì chết? Ai chết? Nhà Hải có người chết. Mày điên hả? Nấu gì lỗi mày nó linh rồi, nhà có người chết thiệt nào xeo. Không ai chết. Thôi vậy đi, bữa khác bàn. Cái gì mày đuổi tao nữa? Ý vậy là mày đồng ý bán với giá 700 triệu đúng không? Không có được. 700 triệu mà góp 6 năm đâu có được ông nội. Cái gì? 700 triệu? Anh đào đâu ra 700 triệu mà cho người ta mượn? Cái gì? Ở đâu ra 700 triệu? Hả? Rồi anh nói là anh cho anh mượn 700 triệu hả? Rồi 700 triệu đó anh đưa tiền cho anh chưa? Chưa, tại bây giờ mà muốn mua cái nhà 700 triệu nè. Nhà nào 700 triệu? Nhà nào 700 triệu? Nói gì em không hiểu. Tính bà bán cái nhà của mình á cho Hải. Bán cái nhà của mình? Em đi điên hả? Anh nghĩ sao vậy? Cái nhà đó là của hồi môn của ba má em, tự nhiên giờ đòi đi bán là sao? Em không có bán gì hết á. Em ngồi xuống đây rồi anh nói cho em nghe cái này ha. Em bây giờ anh tính vậy thôi, không mấy thôi, bây giờ mình cũng chưa cần thiết lắm, thôi bán căn nhà nó đi rồi mình lấy cái số tiền mình bỏ ngân hàng rồi mình dọn về nhà ba má anh ở. Rồi tự mình có điều kiện mình mua cái nhà khác bự hơn. Không không
Trời. Em thà hả? Em ở mướn ở ngoài chứ không bao giờ em về ở chung với ba má anh. Anh nghĩ sao vậy? Có, anh là anh lo cho vợ con của anh thôi. Sau này có điều kiện thì mình ra mặt tiền mình mua cái nhà nó lớn hơn, em hiểu không? Cho cuộc sống mình sau này nó tươi vui, nó thoải mái. Anh ở gì? Mà bén đi cho xem nữa. Thôi. Bén gì mà bén, chuyện của gia đình tụi em đó là em không bán nữa, nói mệt quá. Thôi bán nhà đi em. Không có bán gì hết á, đã nói là không. Thôi khỏi cãi nhau nữa đi em ơi. Bây giờ nếu mà có muốn bán cũng không ai mua đâu. Sao không ai mua em? Em là em đi điều tra kỹ về cái nhà đó rồi, không có mua được. Bạn anh không có mua được, không có mua, không mà ai mà tại sao em lại nói vậy? Trời đất ơi, cái nhà đó nó dễ sợ lắm anh ơi. Dễ sợ là sao? Không ngờ luôn á. Là sao? Cái gì mà dễ sợ? Trời ơi, cái nhà thì mới xây, nhà một tầng thôi mà nó đẹp ơi là đẹp. Qua trời. Đã vậy trước nhà nó còn nguyên cái sân rộng nữa. Qua trời. Em mua liền. Chưa hết luôn hả? Rồi đằng trước cửa nhà là nguyên một cái công viên bự thiệt bự luôn. Có công viên luôn. Ờ. Qua trời, que đẻ. Sao từ vị trí nó đắc địa vậy trời? Đó. Mua liền tay em. Không bán là đúng rồi đó, chứ mình không có mua. Mà xíu. Cũng đừng có giới thiệu bạn anh mua. Tại xíu. Tại vì cái khu ở đó là cái xóm không chồng. Là xóm không chồng. Ai nói chị là xóm không chồng? Chị điều tra hết rồi đây nè. Ai mà ở đó là đàn ông á là sẽ đi có vợ bé. Qua trời. Bỏ vợ nhà, bỏ con nhà luôn. Qua trời. Mà ông nào mà ngoan ngoan không có vợ bé thì ông đó chết yểu. Qua trời. Đoạn mệnh thăng thiên sớm. Bà ở nhà thành quả phụ. Thôi, bớt tào lao, bớt mê tín dị đoan giùm tôi một cái đi. Mê tín hả? Bây giờ không bán nữa. Cái nhà đẹp như vậy không bán, bây giờ đổi ý không bán nữa. Không bán. Em, trời ơi em, cái nhà mình đang đẹp vậy, đang đắc địa vậy, bán chị uống. Em quyết định phải bán, bởi vì em không muốn gia nhập xóm không chồng. Bela. Tốt nhiều lắm. Số của nữ này á là cung sông tử, mạng á là con chuột, nhưng tướng tinh là con dồi. Tài sắc vẹn toàn, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, sống lâu trăm tuổi. Tiền vô như nước, tiền ra như rùa. Khoan đã. Y trong cái đống cánh hoa hồng này thì lại sót ra một cái cánh hoa lại. Hoa lại biểu hiện cho sự không tốt. Số của nữ này á là phải ở xa gia đình, không có ở chung với cha mẹ được. Ủa là sao hả thầy? Giải thích rõ giùm con nghe thầy. Là nói chung cái số của cái nữ này á là không thể nào ở chung với cha mẹ chồng được. Ở chung với cha mẹ chồng không sớm gì muộn cũng bị ung thư thôi. Hả? Vậy là con không ở được với cha mẹ chồng. Anh ơi, vậy là em không có ở được với ba mẹ anh rồi. Anh ơi, em cảm thấy em có lỗi lắm. Em muốn là mình cưới về á, em sẽ ở để em báo hiếu giùm anh. Nhưng mà bây giờ thầy nói vậy rồi, bây giờ mình làm sao bây giờ? Em à, anh cũng buồn dữ lắm. Anh cũng không biết làm sao. Thôi, chắc anh xin lỗi em nha em. Lỗi vụ gì? Bây giờ giữa ba và mẹ và em, thôi để anh chọn ba mẹ nha. Ủa là ý anh sao em không hiểu? Thôi, tụi mình quỷ hôn nha em. Cái gì? Thôi em đi kiếm ai á mà hợp mạng với lại tương sinh tương hợp với em đi, em lấy. Nhưng mà vậy là tội nghiệp em lắm. Trời ơi, tội nghiệp em được ai tội nghiệp ba mẹ anh đây. Trời ơi, chứ bây giờ em muốn sao? Em muốn ba mẹ anh chết em mới vừa lòng đúng không? Phải, nhưng mà tự nhiên bây giờ... Đúng vậy, tướng số nó nói vậy không có cãi ý trời nữa. Nói rõ ràng mà. Cái gì ạ? Cái gì? Chú ơi. Có bói hả? Thầy có bói cho con, thầy nói nè. Chú con không có ở được với cha mẹ chồng, nên bây giờ anh mình nên rồi bỏ con. Trời đất ơi, tội nghiệp con quá vậy. Vậy đó hả? Nó không có ở được với ba má của mày hả? Trời tội nghiệp quá. Ông thầy này coi hả? Chính xác. Trời ơi thầy. Sao? Nhìn mặt thầy quen dữ thầy. Chắc là mặt thầy có tướng số nghệ sĩ, bởi vì nhìn quen giống nghệ sĩ phải không? Không sao, đại trà gì đó. Vậy đó hả? Thầy coi đó hả? Nãy giờ thầy bán là con tướng tinh của con là kỹ với cha mẹ chồng á. Cha mẹ chồng con ở là ba mẹ chồng con sẽ bị ung thư trực tràng. Trời đất ơi, thầy hay quá. Thầy, sao? Coi thử giùm tôi ơi. Coi thử coi tôi cái cuộc đời tôi nó như thế nào thầy. Ok fine, được rồi, để thầy coi.
Cảm ơn thầy. Cho ai xúc miệng đó, không thổi gì vô mà phúc hậu lắm. Tướng của chủ á, là cái tính tình của chủ là rất là ít nói trong gia đình. Vợ chủ với chủ á, sống rất hòa thuận với nhau, răng long đầu bạc, sống tới được tính trăm tuổi rồi. Sống trăm tuổi luôn hả? Chính xác. Vợ tôi cũng vậy hả thầy? Chính xác. Thầy đứng lên thầy đi liền nha, chứ thầy ngồi đây 30 giây nữa là chính quyền tới đây hốt thầy á, nghe chưa? Ông nghĩ sao vậy ông nội? Tôi có một mình tôi dám nói là vợ chồng tôi là sống hạnh phúc rồi, vợ tôi sống đến trăm tuổi, ở đâu ra? Đổ thứ thầy bói. Đi không? Đi không? Đi ngày mai thu tiền sao nha, ngày mai lấy tiền sao nha, khoan lấy tiền hả? Còn rồi lấy tiền, còn rồi lấy tiền nữa hả? Trời đất ơi, hai đứa thấy rõ ràng chưa? Ổng coi ổng nói là chú á là người ít nói. Đúng rồi. Tao ít nói ghê ha. Rồi ổng nói á là vợ chú có vợ hồi nào? Đúng rồi. Thấy chưa? Tụi con á, đúng rồi. Bây giờ mà vẫn còn mê tín dị đoan nữa. Thấy không? Đó, xem chút xíu nữa là mất hạnh phúc rồi, hiểu chưa? Thiệt á, nhờ chú hai á. Anh ơi, anh đừng có tin lời thầy bói nữa nha. Ừ, ông thầy này ông nói tầm bậy. Ông nói chú hai sẽ bét hết trơn rồi, làm sao ông tin được? Đúng rồi. Đừng ông có tin tầm bậy tầm bạ, tụi mình đâu có kỳ gì đâu. Thì đó. Đúng không chú hai? Vừa yêu luôn bên ta.